Quỳnh Chi, Nhật Phương, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Tết Xung Vầy, Vạn Điều Hay. Nhật Phương ơi, đây là năm thứ 6 mình đón Tết cùng gia đình rồi. Nhưng mỗi năm mình lại có một cảm xúc khác nhau. Ừ, Quỳnh Chi à, với Nhật Phương, hương vị Tết cổ truyền thật tuyệt vời. Mọi người quây quần bên nhau, dù ai có đi xa hay ở nơi đâu thì đều mong được trở về đoàn tụ cùng người thân, trao cho nhau những lời chúc đầu năm. Năm mới Tết đến, rước thân vào nhà, quà cáp bao la, mọi nhà no đủ, vàng bạc đầy hũ, gia chủ phát tài. Mùa xuân sang ta chung nhau, bao ước muốn bao hy vọng, cùng rủ nhau mau bay về, thắm trên môi cười xinh tươi. Ta chúc nhau những lời chúc lành ước mong, Tết này mừng cười khắp trời. Mùa xuân sang ta chung Bye.
Với Quỳnh Chi, Tết là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đấy. Cả nhà mình cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, cùng chuẩn bị mâm ngũ quả, gói bánh chưng cho giao thừa tới và hòa chung không khí rộn ràng của mùa xuân. Mời Quỳnh Chi và các bạn đến với đại sư Khánh Ngọc với một bản bắp sắt vô cùng sôi động. Thank you.
khoảnh khắc của năm mới đã đến rồi. Chúng ta hãy bỏ lại những tiếc nuối, những việc còn dang dở lại phía sau, cùng bỏ qua chuyện cũ, nở nụ cười thật tươi để đón chào năm mới đến. Mùa xuân đến rồi, này cô bác